một nghề cho chín còn hơn chín nghề là câu tục ngữ được truyền miệng rộng rãi xuyên suốt chiều dài của lịch sử, với hàm ý rằng mỗi cá nhân nên tập trung để làm thật tốt một nghề, ở đây ám chỉ một công việc hay lĩnh vực nào đó, thay vì có quá nhiều nghề hay biết mỗi thứ một ít, để rồi chẳng thật sự là chuyên gia của cái gì cả. Có thể chúng ta không đủ khả năng chứng minh độ thích hợp của lời khuyên này ở bối cảnh nó ra đời vào thời xa xưa, nhưng nếu thử đặt vào thời điểm hiện tại, chắc hẳn ai cũng sẽ gật đầu đồng ý. Trong cùng một khoảng thời gian, nếu bạn chỉ tập trung vào một điều, thì chắc chắn là bạn sẽ biết nhiều hơn về điều đó, hơn một người phân bổ thời gian để học nhiều thứ khác nhau cùng một lúc. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra một kỷ nguyên bùng nổ của thông tin trên mạng Internet. Giờ đây, bạn đã có thể tiếp cận được một kho tàng thông tin và tri thức khổng lồ của con người chỉ bằng vài cú click chuột. Bước tiến đột phá của công nghệ này đã tạo dựng tiền đề cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Z. Cơ hội được tìm tòi, khám phá và thử sức với bất cứ điều gì bạn thích. Hôm nay bạn có thể học đánh piano căn bản trên YouTube, nhưng ngày mai bạn cũng có thể học những kiến thức marketing nâng cao trên Coursera. Thế thì bạn sẽ phải làm sao nếu như mà đã lỡ thích quá nhiều thứ rồi? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết Có ổn không khi thích nhiều thứ nhưng chẳng thực sự giỏi thứ nào cả của tác giả Mayan V đăng trên spiderroom.com nhé. Mình là Khánh Linh, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video nào. Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn. Đó là talk show Em út của nhà nhện Spider Room mới đây đã có màn debut và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast. Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua 3 show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mảng. The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo. Và thứ ba là A Bittersweet Life, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn. Link dẫn đến talk show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thôi nào. Mình là một người thích khá nhiều thứ, mặc dù thường xuyên xếp lại lịch trình trên Google Calendar, có cả mục dành riêng cho sở thích, mình vẫn thực sự thực hiện mọi thứ khá là lung tung và tùy hứng. Lúc thì mình làm thứ này, trong khi nó còn đang dang dở thì mình lại nhảy sang thứ khác. Và rồi lại có thứ mới xuất hiện, khiến mình tò mò muốn thử. Mỗi ngày mình vẫn thường ngồi hoang mang trước cái lịch trình, vì nhận ra là nếu làm thứ này thì mình phải bỏ lỡ thứ khác. Thế nên, mình bắt đầu tra trên Google và thử ngồi nghiêm túc viết ra bài này. Hy vọng là nó sẽ có ích cho mình và cả ai đó nữa. Phần 1. Những vấn đề của việc thích nhiều thứ. Đầu tiên là thời gian, công sức, tiền bạc. Mỗi ngày chỉ có 24 tiếng, ngoài thời gian đi làm, nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân ra thì không còn quá nhiều thời gian rỗi nữa. Khi thích nhiều thứ, chúng ta phải chia nhỏ thời gian ra và nó sẽ tiếp tục liên quan đến các vấn đề khác, đó là công sức và tốc độ phát triển. Mặc dù nó là sở thích, là những điều chúng ta thấy thoải mái, thư giãn khi được đắm chìm trong nó, nhưng mình sẽ vui hơn nhiều nếu chinh phục được những cấp độ cao hơn, chứ không đơn thuần chỉ là giải trí trong vài phút giây. Chẳng hạn như là học đàn, dù lúc đàn mình thấy rất thư giãn, nhưng mình muốn ngày càng thuần thục được những bài khó hơn, chứ không phải là chỉ loanh quanh quẩn đi quẩn lại với những bài quen thuộc. Tuy nhiên, khi chia nhỏ thời gian cho mỗi thứ, thì tốc độ phát triển sẽ vô cùng chậm chạp. Điều này khiến cho mình cảm thấy rằng mình đã bỏ ra nhiều công sức, nhưng mà lại chẳng thực sự tự tin rằng mình đang làm tốt một thứ nào cả. Mỗi khi có ai đó hỏi về sở thích, mình cảm thấy khó khăn khi trả lời. Thỉnh thoảng mình định chọn ra một hai thứ để nói cho qua, nhưng mà lại lo người khác nghĩ rằng chắc là mình phải làm tốt thứ đấy lắm. Mặc dù thật ra thì không hẳn là như thế. Và như vậy thì mình lại có cảm giác như là đang nói dối vậy. Nhưng nếu trả lời rằng mình đang có nhiều sở thích lắm mà chẳng thực sự tập trung vào món nào thì nghe lại huề vốn quá. Một số sở thích còn gắn liền với tiền bạc, như là bạn thích đọc sách thì bạn cần phải mua sách, bạn thích quay phim, bạn cần thiết bị, bạn thích trượt ván thì bạn cần mua ván trượt, bạn thích học đàn, bạn cần mua đàn. Đó là còn chưa kể đến các khoản chi phí học và các khoản linh tinh khác cho thiết bị đi kèm. Với một người bình thường, vừa mới ra trường với đồng lương bấp bênh như mình thì đây rõ ràng là vấn đề. Mình không thể đổ nhiều tiền bạc cho những thứ mà thỉnh thoảng mình mới đụng đến được. 2. Kết bạn. Mình cảm thấy một trong những điều đặc biệt thú vị khi thực hiện những thứ mình thích là tìm được những người cùng thích thứ ấy. Nhưng mà khi có cùng lúc nhiều sở thích và không thực sự dành thời gian để tập trung cho thứ nào cả, trong khi mình còn chưa có một lượng hiểu biết hoặc năng lực nhất định, thì làm sao mà mình có thể làm bạn được với họ và có những cuộc nói chuyện thú vị trong lĩnh vực đó đây? 3. Sự hài lòng.
mình vẫn thường có hứng thú với những thứ mới mẻ hơn. Vì thế, thỉnh thoảng, mình vẫn hay làm việc này nhưng mà lại tơ tưởng là giá như giờ này mình đang làm việc khác. Đây là điều khiến mình trăn trở nhất. Và nếu có nhiều sở thích nhưng vẫn không hài lòng và hạnh phúc với chúng thì thật là vô nghĩa. Chuyện này liên quan đến một lý thuyết về nghịch lý của sự lựa chọn. Chúng ta cứ tưởng rằng có nhiều lựa chọn sẽ khiến bản thân được tự do và hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế, thường không đơn giản như thế. Tuy nhiên, bên cạnh những bất ổn vừa kể trên, thì mình cũng nhận ra việc thích nhiều thứ và cả những điểm bất ổn của nó cũng có thể trở thành lợi ích. Phần 2. Lợi ích của việc thích nhiều thứ. 1. Chuyện kết bạn. Mình luôn lo lắng rằng khi mình không quá giỏi ở một lĩnh vực nào đó thì sẽ rất khó kết bạn với những người đang ở trong lĩnh vực ấy. Điều này cũng đúng, nhưng mà thật ra cho dù mình đang ở cấp độ nào thì cũng sẽ luôn có những người ở gần cấp độ phù hợp với mình. Và bọn mình vẫn có thể trao đổi với nhau về những điều thú vị mà bọn mình vừa học được. Chẳng hạn như là lúc mình vừa bắt đầu học ngoại ngữ, có một đứa bạn của mình cũng bắt đầu quan tâm đến và nó kéo mình vào một nhóm để cùng học. Bọn mình thực hiện mấy cái thử thách cùng nhau và cũng chia sẻ nhiều tài liệu về phương pháp học nữa. Ngoài ra, mình cũng tìm thấy những người giống mình, nghĩa là luôn tò mò về những thứ mới. Chẳng hạn như mình có tìm hiểu về chủ đề A nhưng mà lại không hiểu biết nhiều. Mình có đứa bạn cũng có một chút hiểu biết về chủ đề B. Cả hai đứa mình đều không quá giỏi ở chủ đề riêng đó, nhưng những kiến thức mà đứa này có được lại hoàn toàn mới mẻ với đứa kia. Cả hai đều hứng thú với những chủ đề ấy, nên bọn mình thỉnh thoảng vẫn chia sẻ cho nhau. 2. Sự hứng thú. Như đã kể, thi thoảng mình vẫn hay bị đứng núi này trông núi nọ, nhưng mình cũng không cảm thấy chán món nào cả. Mình thích trạng thái khi mà mình luôn hào hứng với những điều mới và luôn giữ được sự tò mò với những thứ mà mình đang thích. Thích nhiều thứ khiến cho mình cảm thấy thế giới có thật nhiều điều thú vị để làm. Vì vậy, dù đôi lúc bản thân cảm thấy nhàm chán, nhưng rồi mình lại thoát ra trạng thái này cũng khá là nhanh. 3. Thế mạnh của những khả năng nhỏ. Nếu bạn nghĩ rằng mình thích nhiều thứ, nhưng mỗi cái chỉ biết một chút là chẳng có ích gì cả, thì mình nghĩ vấn đề chỉ là chúng ta chưa tìm ra được sân chơi phù hợp thôi. Trong nhiều năm, mình vẫn luôn nhớ đến hình tượng của một nhân vật anime mà mình rất thích, đó là Kuroko trong bộ phim Kuroko no Basket. Kuroko được xem là một tuyển thủ vô hình, hầu như chẳng có ai để ý đến vì vai trò trên sân của cậu chỉ là người truyền bóng cho những người đồng đội khác lập thành tích. Mặc dù vậy, vai trò này của cậu lại không hề kém quan trọng. Các thành viên trong đội chỉ chơi ở mức khá, nhưng lại có được sự kết nối tuyệt vời đến từ người truyền bóng là cậu. Trong khi đó, những đội khác có một thành viên giỏi vượt trội hơn những người còn lại và họ chơi theo lối một đứa cần cả team. Điều đặc biệt là cả hai lối chơi này đều có thể so tài gần như ngang sức với nhau. Mình kể câu chuyện này vì mình thấy có điểm tương đồng với chủ đề đang viết. Nó cũng như là việc chúng ta cứ nghĩ rằng các khả năng nhỏ lẻ của mình trong nhiều lĩnh vực chẳng có gì để đáng tự hào cả. Nhưng thực tế thì khi chúng được kết hợp lại với nhau một cách hợp lý, vẫn có thể tạo nên những khả năng đặc biệt. Có một đứa bạn từng bảo rằng rất thích làm việc nhóm với mình vì mình thường tìm được chủ đề thú vị để làm. Lý do là vì trong nhóm bạn ấy thì mỗi người thường dành thời gian để tập trung vào thế mạnh riêng, còn mình thì lại hay đi học và xem linh ta linh tinh những thứ ở trên mạng. Thế nên dù không thực sự giỏi cái nào cả, nhưng mấy cái ý tưởng đến với mình lại khá là nhanh và tự nhiên. Một điểm ngoài lề khác mà mình muốn nhắc đến nữa là mạng xã hội đang khiến cho mình cảm thấy sân chơi của tất cả mọi người có vẻ ngày càng rộng và đa dạng hơn. Trước kia thì mình nghĩ chỉ những người thực sự đã giỏi ngoại ngữ rồi mới phát triển các kênh YouTube, blog để giới thiệu hay là chia sẻ kinh nghiệm học của mình đến người xem. Còn bây giờ, mình thấy có rất nhiều kênh của những bạn chỉ chia sẻ quá trình học của mình bắt đầu từ con số 0 thông qua video ngắn hay vlog. Những kênh này vẫn thu hút một lượng người xem nhất định. Cho dù bạn đang ở cấp độ nào, trong một lĩnh vực nào, vẫn có người đang cần thứ mà bạn chia sẻ. Không quá giỏi cũng có thể là một ưu điểm trong việc chia sẻ những kiến thức của mình với người ở gần cấp độ. Liên quan đến điều này, mình cũng thấy có bài viết khá là hay để các bạn tìm hiểu thêm ở đây nữa. Tóm lại, mình có niềm tin rằng dù chúng ta thích một hay nhiều thứ, nếu có dành thời gian để tìm hiểu và thực hiện chúng, thì rồi chúng ta cũng sẽ tìm thấy sân chơi phù hợp để có thể phát huy hết các thế mạnh nhỏ lẻ của mình. Tuy nhiên, những vấn đề của việc thích nhiều thứ vẫn còn nằm đó thôi, nên sau đây là một số gợi ý của mình. Phần 3. Phương án nào cho người thích nhiều thứ? Trước hết, mình nghĩ chúng ta cần phân biệt được giữa đam mê, sở thích và thú vui cái đã. Đam mê là thứ mà mình không muốn nhắc đến nhiều trong bài vì mình thấy nó đã vượt ra khỏi chủ đề. Mình cho rằng người có đam mê mạnh mẽ với thứ gì đó thì họ cũng sẽ thường hoạt động trong lĩnh vực đó ở mức độ chuyên sâu hơn nhiều, và đam mê còn liên quan đến câu chuyện nghề nghiệp nữa.
mình muốn nhắc đến sở thích và thú vui hơn. Sở thích là thứ chúng ta dành nhiều thời gian thực hiện, chủ yếu là trong quỹ thời gian rỗi, để giải trí, nhưng luôn có ý định tiếp tục và phát triển nó lên theo thời gian. Trong khi đó, thú vui có thể thuộc về cảm giác nhiều hơn. Bạn có thể thích và muốn thử nhiều thứ, nhưng chưa thực sự thực hiện bao giờ, hoặc chỉ thỉnh thoảng mới thực hiện thôi. Nhớ rằng, sự phân chia này chỉ mang tính tương đối. Thú vui có thể biến thành sở thích, hay sở thích cũng có thể biến thành đam mê. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mình vẫn cho rằng chúng ta nên phân biệt chúng để có những quyết định phù hợp, cho dù đó có thể chỉ là quyết định tạm thời. Sau khi phân biệt xong rồi, mình nghĩ là có 3 lựa chọn mà chúng ta có thể cân nhắc. 1. Chỉ tập trung vào 1 đến 2 sở thích quan trọng và gạt bỏ hết những thứ còn lại. Như mình đã trình bày ở trên, thích quá nhiều thứ thực sự cần thời gian, công sức và tiền bạc. Đôi khi nó không cần thiết đến như vậy. Thích nhiều thứ không đồng nghĩa với việc là chúng ta cần phải thực hiện tất cả. Có rất nhiều thứ mà chúng ta nghĩ rằng mình thích, nhưng thực sự chỉ giữ chúng vào trong đầu. Mình nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Nếu như bản thân cảm thấy vui vẻ trong việc nâng cao được cấp độ của thứ mình thích, thì chỉ nên giới hạn trong 1 đến 2 thứ quan trọng. Gạt bỏ hết những thứ còn lại không có nghĩa là không tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác, mà chúng ta có thể vẫn giữ sự tò mò cũng như dành một chút thời gian để xem xét qua chúng, nhưng đừng để những thứ ấy khiến cho mình mất tập trung vào những sở thích thực sự quan trọng với mình. 2. Giữ tất cả sở thích và thú vui nhưng đặt kỳ vọng phù hợp. Nếu việc có các trải nghiệm đa dạng lĩnh vực mới thực sự khiến bạn vui vẻ, chúng ta vẫn có thể giữ phương án này. Mình nghĩ mấu chốt của việc có sở thích hay thú vui là để giải trí và thỏa mãn sự tò mò, phát triển cá nhân. Thích nhiều thứ có thể khiến cho quá trình học hỏi mỗi cái trở nên chậm hơn, nên chúng ta cần có những kỳ vọng phù hợp. Nếu mỗi tuần bạn chỉ có thể dành ra 1 giờ để học ngoại ngữ, thì nên biết được trong thời gian đó học được bao nhiêu kiến thức là phù hợp, chỉ cần đạt được bao nhiêu đó là chúng ta có thể hài lòng. Đừng đặt những kỳ vọng quá lớn lao để khiến cho những thứ mà chúng ta yêu thích lại trở thành gánh nặng nhé. Mặc dù có thể giữ tất cả những thứ mình thích, nhưng chúng ta cũng nên có giới hạn và đặt ra những thứ quan trọng đối với mình. Bạn kể ra một danh sách chừng 20-30 thứ bạn thích, thì mình e là bạn không thể thực hiện hết được trong thời gian dài. Giả như được, thì trải nghiệm này có vẻ là cũng không dễ chịu lắm ha. 3. Tập trung cho 1 đến 2 thứ trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó đổi sang tập trung cho thứ khác. Gần đây mình có xu hướng đi theo phương án này. Mình có một khoảng thời gian học tiếng Anh, nó là sở thích, nhưng thật ra thì mình cũng vừa tập trung ôn thi để nộp bằng cho trường nữa. Cùng lúc đó thì mình học một ít tiếng Trung. Sau khi thi tiếng Anh xong với một số điểm tương đối khá, thì mình chuyển sang dành nhiều thời gian hơn để học tiếng Trung và đổi lại chỉ dành một ít cho tiếng Anh và một ít khác để viết blog. Mấy bài trước, mình thường cố gắng viết một mạch trong khoảng 1 đến 2 ngày là xong. Còn bài này thì mình chia nhỏ nó ra đến phải tầm 2 tuần, xen kẽ giữa những việc linh tinh khác. Và mình thấy như thế vẫn ổn. Thực sự thì không có phương án nào là hoàn hảo cả. Mình tin là mỗi thời điểm và hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta cần lựa chọn những phương án khác nhau. Ngoài ra, mình có một gợi ý khác. 4. Nhóm các sở thích có liên quan lại với nhau. Chúng ta có thể ngồi liệt kê ra những sở thích của mình, tìm điểm liên quan rồi nhóm các sở thích riêng lẻ lại thành một sở thích mới. Chẳng hạn bạn thích quay phim, học tiếng Anh và đọc sách. Bạn có thể nhóm chúng lại thành sở thích mới là quay vlog về cách học tiếng Anh hiệu quả đến từ các phương pháp trong sách. Mỗi lĩnh vực đều rất rộng lớn, vì thế khi nhóm các sở thích lại, mình cho rằng chúng ta cũng đang thu gọn các chủ đề lại. Khi bạn thích đọc sách, có nghĩa là bạn có rất nhiều chủ đề để đọc như là tư duy, triết học, tiểu thuyết. Nhưng khi bạn đã cho nó vào nhóm sở thích là quay vlog về cách học tiếng Anh hiệu quả đến từ các phương pháp trong sách, bạn sẽ có xu hướng đọc các chủ đề liên quan đến nó như là sách về tư duy học, truyện hay sách bằng ngôn ngữ Anh. Hoặc là bạn sẽ có ý thức hơn về những mối liên quan giữa nội dung trong sách đến việc tự học tiếng Anh của mình. Mình nghĩ là việc nhóm các sở thích lại có thể khiến chúng hỗ trợ lẫn nhau, tiết kiệm thời gian, công sức và cũng làm tăng sự sáng tạo của chúng ta nữa. Điều cuối cùng mình muốn lưu ý là cho dù chúng ta có ít hay nhiều sở thích, thì mình cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm của chúng ta đối với chúng như thế nào. Thế nên câu trả lời của mình là thích nhiều thứ nhưng chẳng thể thực sự giỏi thứ nào, vẫn ổn. Khi chúng ta đặt ra kỳ vọng hợp lý và tìm được sân chơi phù hợp cho mình. Vừa rồi là bài viết Có ổn không khi thích nhiều thứ nhưng chẳng thực sự giỏi thứ nào cả của tác giả Mayan V đăng trên Spider Room. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy thích những nội dung như trên, hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!